sống ở dưới lòng đất nha, rất là rộng, bán rất là nhiều nhãn hàng. Tất cả là máy lạnh hết. Mình chỉ hôm nay là không mua sắm, chỉ vào đi toilet thôi. Giờ mình lên, chồng mình đang chờ. Ông Quy ra ngoài nóng. Nãy giờ mình đang dưới lòng đất nha mấy bạn. Đây. Đó, một cái trung tâm dưới lòng đất vậy đó. Nãy giờ mình lên trên. Tất cả các bến xe, rồi trung tâm xe bus, xe điện đều có một cái trung tâm thương mại như vậy ở dưới lòng đất. Ôi, đây mình lên mặt đất rồi đây. Nó làm gì vậy? Không, người lên đây nóng. Hôm nay hết mưa rồi, trời bắt đầu nắng nóng rồi nghe các bạn. Xin chào đi. Xin chào. Em là ai? Trời đất ơi. Đang là thành phố Changwon nha, Ma San Changwon. Changwon City Ma San. Changwon City Ma San. Mưa rộng nó lớn. Giống như Hồ Chí Minh mình. Ui, con đường đó cái gì đẹp quá anh. Mưa cặp cái sâu. Hả? Mưa cặp cái sâu. Ờ. Qua đi. Người dân ở đây người ta rất là lịch sự nha. Người ta đi ra đường mà người ta là bạn đụng người ta hay người ta đụng bạn, dù bạn đụng người ta nên người ta cũng quay lại xin lỗi bạn, cúi đầu xin lỗi. Rất là dễ thương. Gặp Việt Nam là chửi đậu má tại sao rồi đó. Cái này gì dễ thương quá vậy. Kyo te thon sư thô. À, điện thoại di động. Xe đạp ở đây là người ta để vậy nè, có đồ khóa lại hết, có chỗ để cho xe đạp hết. Cái vị trí gửi xe đạp riêng. Đây là chốt cho xe bus. Đây quận đang quảng cáo mỹ phẩm. Đây nhà cho xe bus. Đây là thang máy để đi xuống trung tâm lúc nãy. Trung tâm mua sắm ở dưới lòng đất này đó mấy bạn. Những cái cửa hàng mà như vậy nè, cửa đều là phải cảm biến vân tay. Còn để ngón tay lên cái chỗ cảm biến nó thì nó mới mở cửa nha. Khi bạn vào thì nó tự động nó đóng. Như mình cần phải bắt xe không? Tại nay có trung tâm thương mại dưới. Đây một cái cổng ra, đằng kia còn cái cổng xuống. Chính giữa nó có cái thang máy và đây là cái cổng ra nha mấy bạn. Đó. Đây nè, đây là cái cổng để xuống trung tâm thương mại nữa nè. Còn đây là trạm điện thoại. Biết hôm nay là ngày gì mà tất cả các cửa hàng ngày hôm nay anh hôm nay ngày gì mà tất cả cửa hàng đều dán chữ sale hết vậy? Tất cả luôn, nãy giờ em thấy nãy giờ nhiều chỗ để như vậy rồi. Trong đây là bến xe bus. Cái
cửa hàng đồ ăn đồ uống đồ luôn luôn à, không bao giờ thiếu những cái gương mặt của những ngôi sao nổi tiếng của mấy oppa. Đó giờ lúa quá lúa, giờ chuyến này đi tháng cho nó hết lúa thành hạt gạo. Thấy cái gì cũng lạ. Ngon chưa? Kia là bến xe. Bên đây giá cả tất cả thì nó cao gấp 10 lần bên mình nghe mấy bạn. Thực giá nó cao gấp 10 lần bên mình. Nhưng mà đồng lương nó thì là hình như là cũng gấp 10 lần luôn. Giờ mình vào đây mua nước nha. Chồng mình hôm nay đi khám bệnh không có ăn được, cho nên mình chờ ổng chiều ăn luôn. Buổi sáng là ăn rồi, buổi trưa là không có ăn, để đi uống nước. Chú bồ, em muốn ăn trái cây. Không uống nước, ăn trái cây thôi. Không, ai nè, nước có chi cây nè. Ăn thử. Trà sữa. Không có. Rồi không phải hả? No baby, không phải thịt cái này. Cái này. Nó không phải này rồi. Chóp bò, ăn phòng chóp bò. Chayami Kuti. Em một ly. Đây rẻ mấy bạn. Đây một ly trà sữa này là có giá 900 won. Khoảng mười mấy ngàn Việt Nam. Bỏ tiền dưới đây và lấy hóa đơn. Còn trái cây thì thế nào? Trái cây thế nào? Khoai. Chê, lông nhào.